Nam xin dẫn các bạn sử dụng nhiệt kế điện tử Bühler ST90. Nhiệt kế điện tử Bühler ST90 là sản phẩm cao cấp của hãng Bühler, sử dụng công nghệ cảm biến hồng ngoại giúp cho đo nhanh, nhạy và chính xác. Đặc biệt ST90 là dòng sản phẩm đa năng, đo được 3 chế độ: đo nhiệt độ cơ thể ở vị trí đo chán, đo nhiệt độ vật thể, ví dụ như các bạn có thể đo nhiệt độ cốc nước, và đo nhiệt độ phòng. Trong phòng mùa hè như này thì đo nhiệt độ phòng để theo dõi nhiệt độ rất là tốt. Sau đây thì mình sẽ dẫn các bạn chức năng đo nhiệt độ cơ thể của nhiệt kế ST90. Đầu tiên thì các bạn ấn nút nguồn. Máy bật lên thì sẽ có 2 tiếng bip. Tiếp theo thì bạn ấn nút mode để chuyển về chế độ đo chán. Trên màn hình sẽ có biểu tượng hình đầu người. Và đây là mình sẽ dẫn vị trí và cách đo. Đo nhiệt kế đặt ở giữa trán và cách trán 2-3 cm. Tiếp theo các bạn ấn nút giữ, ấn vào giữ nút scan. Khoảng 2 giây sẽ có tiếng bip là ra kết quả. Tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn cách đo nhiệt độ vật thể. Bạn cũng có thể ấn nút nguồn và trên màn hình sẽ hiển thị. Tiếp theo các bạn ấn nút mode để chuyển sang chế độ đo vật thể. Ở trên màn hình hiển thị hình bình sữa. Ví dụ mình sẽ đo nhiệt độ cốc nước mình đang uống ở đây. Các bạn để cách nhiệt kế cách vật thể 2-3 cm, cũng ấn vào giữ nút scan. Trên màn hình hiện nay đã hiển thị nhiệt độ của cốc nước mình đang sử dụng. Để chuyển sang chế độ đo phòng thì các bạn tiếp ấn nút mode lần tiếp theo. Trên màn hình hiển thị hình ngôi nhà, biểu tượng hình ngôi nhà và nhiệt kế tự động hiển thị ra nhiệt độ của phòng mình đang ngồi đấy. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn sử dụng các chức năng của nhiệt kế ST90. Nếu các bạn có bất kỳ các thắc mắc thì có thể gọi điện đến số hotline của Bühler Việt Nam 1900 6852. Hẹn gặp lại các bạn ở các sản phẩm tiếp theo.